Hôm nay thì đúng là bác có duyên, nhưng hôm nay chọc bụng của em ngủ chết là hơi hơi buồn tí đấy. Cái bọn chết có làm lắm. Con đấy thì em vứt đi chứ làm gì được đâu ạ. Dạ vâng, em gửi lời chào tới tất cả các bác ạ. Bác khách đến từ Hưng Yên, lần này lần thứ 3 về với cửa hàng rồi. Bữa trước lần đầu tiên là anh có về cửa hàng ủng hộ cho em là dòng đại PS, những chiếc van Putin. Bữa sau là đôi loa B3 Prox 12. Và hôm nay anh hoàn thiện lốt, đó là đôi loa lời của V3 X8i, bộ mic BBS 329 và những chiếc quản lý nguồn CVX 800. Như vậy là bộ của anh đã là trọn vẹn. Bác khách rất là có duyên với em, nhưng hôm nay tình cờ xuống vui tay là cũng cho em một chiếc check. Là cũng chọc phục một chiếc check của em, rất là có duyên. Bác nó sáng sướng bỏ anh có duyên với lại cửa hàng, hôm nay lại sướng ủng hộ các sản phẩm cho cửa hàng. Dù sao em cũng rất là cảm ơn anh. Cũng đi từ... Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Rất là đi từ Hưng Yên về đây ủng hộ sản phẩm bên cửa hàng của chúng em. Hiện tại hôm nay đó là buổi sáng của ngày 16 âm lịch rồi. Cận kề một cái Tết Nguyên Đán sắp sửa tới rồi các bác ạ. Thì chúng em cũng vẫn được đón tiếp chào rất nhiều các đoàn khách đến từ mọi miền Tổ quốc về cửa hàng tham khảo cũng như thẩm âm tất cả các sản phẩm của cửa hàng. Hôm đầu tiên là đẩy nghe vang mới thì lớn. Thế bán đôi loa kia đi mới lại ra lấy đôi loa bãi. Vâng ạ. Lại bán một bộ nhỏ đi hôm nay mới lại ra lấy. Lại mua một bộ to hoành tráng hơn. Dạ vâng rồi, em cảm ơn anh nhé. Vâng ạ. Cứ đi bình tĩnh đi anh ạ. Cứ chẳng hoàn là chắc là đi bình tĩnh thôi. Thì hiện tại chúng em cũng đang được đón tiếp một số đoàn khách nữa. Các bác đang được nghe nhà em tư vấn các sản phẩm. Và hôm nay là một số mặt hàng cũng là về với cửa hàng, đó là những dòng tủ size 14, 16. Em cố gắng đưa hàng về để kịp thời phục vụ các bác trong một thời gian ngắn nữa là đến một cái Tết cổ truyền rồi. Anh em thì cũng đang chuẩn bị hàng cho buổi ngày hôm nay để đóng hàng đi bưu điện. Công việc nó cũng rất là bề bộn. Và các bác đến cửa hàng nhiều khi đông quá mà chúng em đón tiếp mà nó chưa được tận tình chu đáo, cũng rất là mong các bác được thông cảm cho chúng em. Đây, hôm nay nhà em cũng có tí không khí Tết rồi các bác ạ. Cây mai của một bác khách hàng rất là thân thiết gửi tặng bên cửa hàng chúng em. Em xin được giấu giếm một chút, nhưng mà phải nói là bác quá chân thành và cũng như tạo điều kiện cho chúng em được chơi những dòng sản phẩm về cây cảnh rất là đẹp mắt này. Không khí Tết tràn ngập đến cửa hàng Âm Thanh An luôn rồi các bác nhé. Được sự ủng hộ tin yêu của các bác, hàng ngày lúc nào chúng em cũng được nhộn nhịp đón tiếp các đoàn khách về ủng hộ các sản phẩm cũng như thẩm âm các sản phẩm của bên cửa hàng. Em cũng chưa biết các bác đến từ đâu, nhưng các bác cũng đã từng ủng hộ những sản phẩm bên cửa hàng rồi. Và hôm nay các bác lại đưa anh em bạn bè xuống để tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tiếp nữa của cửa hàng. Hiện tại chúng em cũng đã chuẩn bị rất nhiều những sản phẩm rồi. Và hiện nay lên đường cũng khá là nhiều rồi. Các bác nào có nhu cầu cần sắm những sản phẩm âm thanh, hãy liên hệ với chúng em ngay để được chúng em hỗ trợ tư vấn cũng như là đấu ghép các sản phẩm để mong phục vụ các bác được đón một cái Tết sum vầy cũng như đầy đủ và trọn vẹn về các thiết bị âm thanh. Dạ vâng, em gửi lời chào tới tất cả các bác ạ. Thân ái chào tạm biệt.